Shining Harbor Reiki được tạo ra từ sức mạnh của Gia, cũng như Asha Warp được tạo ra từ sức mạnh của Ash. Sử dụng tay cầm của Asha Warp kết hợp với Reiki Shining Harbor, Zero One đã có hình dạng hoàn toàn mới. Đây không phải là một cuộc thí nghiệm. Sức mạnh mang tên Shining Asha Harbor là một con châu chấu với cơ thể máy móc được bao phủ bởi một bộ giáp từ sức mạnh của Asha. Cả hai vệ tinh chiếu thẳng vào người Zero One tạo ra hình dạng hỗn hợp Shining Harbor và bộ giáp Asha, hoàn thiện những vị trí màu đen còn trống trên toàn bộ cơ thể bằng những thiết bị của Ash. Phần ngực giữa của anh ấy có đôi mắt của Ash liên kết với chiếc Reiki Asha Warp. Có được cả hai sức mạnh, nhưng trận chiến đầu tiên, Asha Shining Harbor vẫn chưa hoàn toàn phát huy được sức mạnh tối đa của nó. Mặc dù tốc độ nhanh và có vũ khí chuyên dụng, nhưng anh đã bị áp đảo bởi Jin cũng như đám khổng lồ Geezer. Trước tình huống này, Izu đã kích hoạt một hệ thống tối tân bên trong Asha Shining Harbor, chính là hệ thống Shine. Hệ thống này đúng với tên gọi cũng như hình dạng của nó, được tạo ra từ phần năng lượng của Ash như Gia. Đây là những tinh thể năng lượng với vô vàn những khả năng được tạo ra từ chúng. Tấn công cận chiến, tạo ra những luồng laser tập hợp lại với nhau tạo thành những chiếc khiên vững chắc của Zero One. Thậm chí trong trận chiến với Color Towser, những vật thể Shine này còn giúp Zero One đỡ đòn, giúp anh dịch chuyển tới nơi khác thay vì bị tấn công trực diện bởi Towser. Một vũ khí độc lạ, xứng đáng với sức mạnh kết hợp từ hai vệ tinh với nhau, những công nghệ tối tân. Ngoài ra, Shining Asha Harbor còn có khả năng bay lượn trên không trong một số phân đoạn nhất định. Cả hai đòn tất sát Asha Shining Harbor cũng tương tự với hình dạng Shining cơ bản. Từ đòn Rider Kick của anh, chỉ khác biệt là màu sắc của Rider Kick sẽ có thêm tông màu xanh dương của Asha Reiki, cũng như là đòn Final Attack từ khẩu Buster là Zero One Dust cũng sẽ được bao bọc bằng một nguồn năng lượng bắn ra một con châu chấu khổng lồ bằng máy.